Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin tức Giấy TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày an lành. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay, 13 tháng 7 năm 2021, sẽ có những tin tức mới nhất sau đây. Trung Quốc tức nổ đom đóm mắt, tướng Lương Xuân Việt tuyên bố chiến bộ chỉ huy đảo Phú Lâm trong vòng 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, sự việc Thiếu tướng Lương Xuân Việt chỉ huy hạm đội 8 đánh bại hạm đội Nam Hải của Trung Quốc tại khu vực Vịnh Cam Ranh đã khiến Bắc Kinh trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong những năm qua, Trung Quốc luôn tự cho mình là một quốc gia hùng mạnh, chuyển khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế nhưng, lúc này đã nhanh chóng bị thua cuộc và buộc phải bỏ chạy tại chiến sự Cam Ranh, nơi có sự phòng thủ chắc chắn bậc nhất châu Á thuộc về kiểm soát, quyền kiểm soát và điều hành của Thiếu tướng Lương Xuân Việt. Trung Quốc chưa dừng lại ở thất bại Cam Ranh, hiện nay Thiếu tướng Lương Xuân Việt tiếp tục tuyên bố rằng sẽ đánh chiếm đảo Phú Lâm trong vòng 24 giờ nếu phía Trung Quốc không chịu giao nộp đảo. Đây là tuyên bố mạnh mẽ và cứng rắn nhất của một vị tướng Việt Nam trước Trung Quốc hùng mạnh và hiếu chiến. Thưa quý vị và các bạn, lính Trung Quốc dày đặc ở đảo Phú Lâm, lính Trung Quốc chiếm đến 3/4 trong số những người đang ở trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Bắc Kinh chiếm đóng. Tờ báo China Morning Post dẫn lại nhật báo quân đội Trung Quốc sau khi đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974. Trung Quốc đưa quân đến chiếm giữ đồng thời kêu gọi người dân đến lập nghiệp và sinh sống lâu dài để hợp thức hóa cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc trên lãnh thổ này của Việt Nam. Tờ báo quân đội Trung Quốc không tiết lộ Bắc Kinh đã huy động bao nhiêu lính đến đảo Phú Lâm, cũng như dân đang sinh sống trên đó. Tuy nhiên, China Morning Post dẫn các nguồn báo cáo trước đó từ Trung Quốc cho hay dân số của cái gọi là thành phố Tam Sa, bao gồm cả đảo Phú Lâm có khoảng 1.000 người hồi năm 2013. Trong những năm qua, con số này đã tăng lên. Thành phố Tam Sa là tên ngụy xương Trung Quốc dùng để gọi đơn vị hành chính nước này lập phi pháp năm 2012 trên Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cái gọi là Tam Sa thị này, Bắc Kinh đã cho xây dựng nhiều công trình quân sự và hành chính hiện nay. Trên đảo Phú Lâm có tòa nhà hành chính, bệnh viện, trạm truyền hình, vệ tinh, hệ thống điện nước. Trung Quốc còn mở cả ngân hàng siêu thị. Trên đảo này, nhiều công trình khác đã xây dựng và đưa vào sử dụng. Theo nhật báo của đội quân Trung Quốc, thường kỳ còn có tàu du lịch hạng sang chạy từ đảo Hải Nam đến một vài đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa. Cùng với binh lính, Trung Quốc còn tăng cường sức mạnh quân sự bằng việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không radar và chiến đấu cơ trên đảo Phú Lâm. Trung Quốc đang thay đổi chiến lược hành động thay cho lời nói và đang công khai hóa sự hiện diện của mình ở Hoàng Sa. Nhà nghiên cứu của Học viện Xã hội Trung Quốc phát biểu chiến lược này sẽ dần dần được hiện ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc xây dựng phi pháp ít nhất 7 đảo nhân tạo. Việt Nam luôn khẳng định có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ chứng minh chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và mọi hoạt động của các bên thuộc khu vực, hai quần đảo này và trên Biển Đông đều không có giá trị pháp lý. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc nói một đắng nhưng lại là một nẻo. Ở Biển Đông, Trung Quốc ngoài miệng luôn nói tôn trọng chủ quyền các quốc gia khác, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, song hành động trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của các bên liên quan, bất chấp luật pháp quốc tế để giáo giết. Quân sự hóa hòng thực hiện bằng được tham vọng độc chiếm bằng được Biển Đông, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế để thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông, một trong những minh chứng rõ ràng nhất về Trung Quốc luôn nói một đằng là một nẻo trong vấn đề Biển Đông. Là việc quốc gia đã hành sự hành động trên thực tế hoàn toàn ngược lại với những gì mà họ đã tuyên bố cam kết suốt quá trình đàm phán thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hiện nay, bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông đang có hiệu lực thi hành mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng Trung Quốc đang đàm phán xây dựng. Hiện nay đều có nội dung cốt lõi là các bên tham gia ký kết các thành viên ASEAN và Trung Quốc cùng cam kết tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, những nguyên tắc được thừa nhận phổ biến khác của luật pháp quốc tế, đặc biệt các nước ASEAN và Trung Quốc khẳng định sự tôn trọng và cam kết của mình đối với quyền tự do, hoạt động hàng hải và hàng không trên vùng vịnh trời Biển Đông như đã được quy định bởi các nguyên tắc được thừa nhận phổ biến trong luật pháp quốc tế, nhất là Công ước năm 1982. Các bên cam kết giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với những nguyên tắc thừa nhận phổ quát ở trong đó. Thưa quý vị,
Các cuộc đàm phán nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử đã sớm được các thành viên ASEAN đặt ra với Trung Quốc khi nhận thấy cường quốc này cùng với sự trỗi dậy sức mạnh về kinh tế và quân sự mình đang ngày càng bộc lộ rõ và hung hăng hơn trong tham vọng chiếm đóng Biển Đông, ỷ vào sức mạnh vượt trội của mình so với các bên liên quan để dùng vũ lực hiện thực hóa tham vọng nguy hiểm này. Điều này có thể qua việc Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép một số bãi đá ngầm rạn san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với niềm hứng khởi để chúng ta cùng nhau chống lại hiểm họa Trung Quốc, quân cảng Cam Ranh vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng như đang ngồi trên đống lửa. Thượng tướng Phan Văn Giang đang điều động quân tăng cường lực lượng sau khi xảy ra vụ việc chấn động vào tối ngày hôm qua. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin gây chấn động dư luận trong 2 ngày qua liên quan đến sự kiện máy bay săn ngầm K-28, chiến hạm Quang Trung của Hải quân Việt Nam. 3 chiến đấu cơ này đã tấn công tiêu diệt 3 tàu ngầm tấn công có khả năng tàng hình của Việt Nam. Trung Quốc xâm nhập vào đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại cảng Cam Ranh trong âm mưu đột kích bất ngờ với việc tiêu hủy căn cứ hải quân lớn nhất này của Việt Nam để tiêu hủy các chiến hạm tứ tuần và tàu chiến của Việt Nam cũng như 2 tàu khu trục hiện đại của Mỹ đang neo đậu tại đây khi con tàu trên có chuyến viếng thăm và đến Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Hà Nội cho Mỹ thuê quân cảng Cam Ranh mà Trung Quốc thời gian gần đây rất cay cú với Mỹ do quan điểm kiên quyết chống chính quyền của Trung Quốc kịch liệt cũng như quyết tâm can thiệp, thọc gậy bánh xe, âm mưu bành trướng nuốt tròn Biển Đông của Trung Quốc đã làm cho Tập Cận Bình và các nhà quân sự nước này vừa khó chịu. Vụ việc tấn công của Việt Nam đã gây choáng váng trong quân đội Trung Quốc. Các quan chức nước này không hiểu vì sao Việt Nam có thể phát hiện ra vị trí tàu ngầm của Trung Quốc với độ sâu tới 500 mét như thế. Việt Nam đã có loại vũ khí hiện đại nào mà làm cho Trung Quốc phải phát điên bá đạo như vậy? Và diễn biến vụ việc này gây chấn động như thế nào trong dư luận ra sao? Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị đón nghe tin tức. Kính thưa quý vị và các bạn, đứng trước nguy cơ mối đe dọa sẽ bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm các đảo còn lại trên Trường Sa bất cứ lúc nào để thỏa mãn lòng tham độc chiếm Biển Đông mà Trung Quốc tự tuyên bố là thuộc về chủ quyền của mình, bất chấp tình hình thực tế và sự phản ứng của cộng đồng trên thế giới, Việt Nam. Thời gian vừa qua, Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các nước có chung quan điểm và cùng nhau có đối thủ là Trung Quốc như Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ, thì các nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia quốc phòng của Việt Nam, trong đó có cả các chuyên gia Việt Kiều thời gian vừa qua, cũng bí mật có nhiều loại vũ khí hiện đại để có thể phục vụ cho Hải quân Việt Nam trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm đối phó với tình hình ngày càng căng thẳng và bất ổn trên khu vực Biển Đông và các vùng biển khác, đặc biệt là phát triển các công nghệ để có thể có khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên Biển Đông ở độ sâu 1.500 mét. Một số quan chức quốc phòng đã cho hay Việt Nam đã phát triển thành công một thiết bị công nghệ trên không và giúp cho phát hiện các vật ở dưới nước với độ sâu chưa từng có. Theo đó, công nghệ này được sử dụng để theo dõi các tàu ngầm trên Biển Đông. Thiết bị này có thể phát hiện các vật thể mục tiêu sâu 560 mét và dưới mực biển gấp đôi so với khả năng hiện hành đang có thiết bị sử dụng ngày nay trên thế giới. Đây là lần đầu tiên công nghệ quét từ trên do tàu ngầm được cho là độ sâu khá nhiều so với các hệ thống quét từ xa khác. Hệ thống này đã được Việt Nam thử nghiệm trên Biển Đông và đã bí mật đưa vào sử dụng chưa được 2 tuần qua. Công nghệ này đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho vệ tinh Việt Nam, là một vũ khí cực kỳ hiện đại để giúp Việt Nam trong quá trình phá hoại âm mưu chống phá Việt Nam của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, kính thưa quý vị, một vụ đổ súng kinh hoàng nổ ra tại quân cảng Cam Ranh giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin mới nhất từ lực lượng Hải quân Việt Nam, 3 tàu ngầm Trung Quốc chở theo 900 lính đặc nhiệm tấn công quân cảng Cam Ranh, cảng biển có tầm cỡ chiến lược quân sự nhất nhì trên thế giới. Nó nổi tiếng quan trọng hơn khi gần đây Hải quân Mỹ đã cung cấp cho Hải quân Việt Nam 17 con tàu khu trục, 170 dạng tên lửa Tomahawk và 9 tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ, lớp Columbia mang tên ngày tận thế. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã có nhiều cuộc điện đàm cho người đồng cấp của Việt Nam, yêu cầu phía Việt Nam dừng ngay những hành động hợp tác với Mỹ chống lại Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho rằng hành động của Việt Nam không khác gì tiếp tay cho Mỹ gây nên một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, thậm chí dẫn đến cuộc chiến tranh Thế chiến thứ 3. Ông Tập cũng cảnh báo Việt Nam về một cuộc chiến tranh biên giới được Trung Quốc thực hiện nếu Trung Quốc cảm thấy rằng Việt Nam đã đi quá xa trong việc chính quyền Trung Quốc đang cố giữ hòa bình ở Biển Đông
và khu vực phía Việt Nam biết rằng Trung Quốc nói một đường và làm một nẻo, trong khi ông Tập Cận Bình liên tục chỉ trích Việt Nam và Mỹ đang phá vỡ hòa bình ở Biển Đông, thì Trung Quốc lại cho quân lính tấn công vào quân cảng Cam Ranh. Cũng theo nguồn tin trên, ba chiếc tàu ngầm lớp Type 094 của Trung Quốc chở theo 900 lính đặc nhiệm của Trung Quốc tấn công ảo ạt lên vịnh Cam Ranh. Trước đó, những con tàu này đã xâm nhập vào vùng biển Cam Ranh, căn cứ quân sự của Việt Nam, 12 hải lý. Sau đó, chúng dùng xuồng cao tốc chở theo quân lính tấn công lên vịnh. Khi vừa tiếp cận được vịnh Cam Ranh, lính đặc nhiệm của Trung Quốc xông pha vào khu vực có 17 tàu khu trục của Mỹ trước đó đã tặng cho Việt Nam. Lập tức Hải quân Việt Nam phát hiện báo động. Báo động 2, nơi tiếng còi báo động vang vọng khắp cả vùng vịnh. Lính Hải quân của Việt Nam được lệnh không cho lính Trung Quốc tiếp cận mục tiêu. Một cuộc hỗn chiến nổ ra kinh hoàng, khói lửa bay cuộn khắp vùng vịnh. Sau những tiếng nổ inh tai nhức óc, Hải quân Việt Nam phát hiện nhiều lính Trung Quốc ôm bom cảm tử tiếp cận 17 con tàu khu trục. Tuy nhiên, chúng bị bắn hạ nên đã bấm nút kích hoạt để bom phát nổ. Theo lời của Đại tá Nguyễn Trường Giang, khoảng 200 lính cảm tử Trung Quốc trong số 900 tên đặc nhiệm ôm bom cảm tử, chúng có nhiệm vụ lao vào 17 con tàu khu trục của Việt Nam cho nổ tung. Những con tàu này tuy nhiên đã bị phía Hải quân Việt Nam bắn hạ, không thể tiếp cận gần hơn. Sau một giờ chiến đấu, Trung Quốc không thể tiếp cận được những con tàu này, ngược lại quân số bị bắn hạ gần hết 1/3 nên chúng được lệnh rút lui. Số binh lính Trung Quốc này ngay sau đó đã lao ra ngoài biển khơi bằng những chiếc xuồng cao tốc. Bằng cao su, 4 tàu ngầm Trung Quốc nổi lên mặt nước để đón chúng. Một cuộc chiến tranh không khoan nhượng nữa lại xảy ra giữa tàu ngầm Trung Quốc và 8 tàu ngầm của Mỹ tại Việt Nam mang tên Ngày Tận Thế. Chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam cũng xuất hiện hỗ trợ 8 tàu ngầm và Mỹ. Đại tàng Việt Nam trước đó trong khoảng 30 phút đối đầu nhau, 2 tàu ngầm của Trung Quốc, một đội có một đội tàu ngầm Việt Nam có bị trúng quả ngư lôi vào mạn trái của con tàu. Ngay lập tức, con tàu này đã được đưa vào vịnh để gia cố. Trong khi đó, 7 con tàu ngầm này, Ngày Tận Thế và tàu lớp Kilo 636 của Việt Nam vẫn truy đuổi 2 con tàu còn lại của Trung Quốc ra tận ngoài khơi xa. Vào sáng ngày hôm nay, 2 tàu ngầm của Trung Quốc đã thoát nạn chạy ra ngoài km số 0. Cả 2 con tàu ngầm này đều bị thương nặng. Chúng chạy về hướng đảo Hải Nam, nơi có quân cảng du lâm của Trung Quốc được đặt ở đó, rất có thể chúng sẽ không thể về tới đích và sẽ phải nằm lại mãi mãi nơi biển cả vì đã bị trúng nhiều phát đạn vào phần bên ngoài. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất từ nhiều nguồn tin, khiến Mỹ và Việt Nam đang lên kế hoạch lập lên hạm đội 8 và căn cứ của hạm đội này tại Vịnh Cam Ranh, trong thời điểm phía Mỹ đang chờ đợi phía Việt Nam chuẩn bị cho thuê cảng biển Cam Ranh 99 năm, cộng với dự án Việt Nam cho các công ty của Mỹ đấu thầu khai thác chung nhiều nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Trung Quốc rất cay cú về việc Việt Nam không chọn Trung Quốc là đối tác kinh doanh nên đã cố tình gây sức ép trước đó. Phía Trung Quốc đã uy hiếp Việt Nam và nếu vẫn cố tình hợp tác chống lại Trung Quốc trên Biển Đông thì cả hai nước xác nhận sự trừng phạt đến từ Trung Quốc. Người dân Việt Nam đã ủng hộ chính quyền khi nghe tin hai nước Mỹ và Hiệp hội Việt Nam đã hợp tác với nhau để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Trong một thông tin tình báo Việt Nam, Trung Quốc có lên kế hoạch đánh chiếm biên giới phía Bắc, buộc Việt Nam phải hủy bỏ những bản hợp đồng mà Mỹ đang được đặc quyền ưu tiên phía Việt Nam trao tặng. Trong những bản tin kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới những thông tin quý giá hơn nữa về kế hoạch săn ngầm của Trung Quốc và kế hoạch phản công của Hải quân Việt Nam và Mỹ. Biển Đông vẫn là đề tài muôn thuở gây tranh cãi trên thế giới nói chung và các nước có chung đường biên giới biển nói riêng. Được biết, Trung Quốc rất cay cú khi biết rằng Bộ Tư tướng Quốc Việt Nam đã lên kế hoạch nhấn chìm mưu đồ của Trung Quốc biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Và hồi đầu này, những vị tướng Việt Nam đã có chuyến đi thị sát đến những đảo đã có quân đội Trung Quốc đang chiếm lĩnh trái phép. Chuyến đi này bao gồm 17 tàu khu trục và 8 tàu ngầm của Mỹ trao tặng Việt Nam, nên Hải quân Trung Quốc không dám ho he manh động trước đội tàu này của Việt Nam. Đã cháy 8 con tàu hải cảnh Trung Quốc ở bãi đá Ba Đầu, khiến Hải quân Trung Quốc lo sốt vó. Nói rằng không thể, đương nhiên do Việt Nam nổ súng mà do tàu Trung Quốc nổ súng. Trước chuyến thị sát này, còn có cả những sĩ quan chỉ huy người Mỹ hướng dẫn những sĩ quan
binh lính Việt Nam lái và sử dụng vũ khí trên những con tàu khu trục và tàu ngầm này. Kế hoạch thu hồi những đảo đá nhân tạo do Trung Quốc cưỡng chiếm của Việt Nam đang được các vị tướng của Việt Nam lên kế hoạch rõ ràng. Nó cũng là ý nguyện của cả thế giới khi Trung ước nuôi mộng biến Biển Đông thành ao nhà,